Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Hôm trước thì Hùng có làm một cái live stream bóc lô hàng giày cầu lông Li Ning chính hãng nội địa giảm giá 40% đã về hàng. Tuy nhiên thì hôm đấy chỉ có về được size 415 này, 42, 43 và 44. Thì hôm nay lô hàng về bổ sung size 39.5, 40, 41, vậy là đủ size cho anh em nha. Tuy nhiên thì số lượng hàng rất là ít nên là anh em nào đang cần mua giày thì phải nhanh chóng nhắn tin cho Hùng. Cái này Hùng nói thực sự luôn. Bởi vì chắc chỉ có vài hôm là sẽ hết hàng thôi. Đấy, bây giờ đã có 25 người rồi, 30 người rồi. Vậy thì Hùng xin phép vào nội dung chính của video luôn. Đấy thì hôm nay Hùng sẽ bóc nốt cái lô hàng giày cầu lông Li Ning chính hãng mà khuyến mãi 40%, phải nói là hơn một năm nay rồi Hùng đã cố gắng để săn được những cái lô hàng chất lượng, mẫu giày đẹp chất lượng với cái giá tốt, nhưng mà không có. Duy nhất lần này hiếm lắm mới kiếm được một lần. Đấy thì anh em không phải nói thật là anh em hãy biết chủ động nắm bắt cái cơ hội này nếu mà đang muốn mua giày, hoặc là nếu mà có bạn bè nào mà đang cần mua giày cầu lông thì mình có thể ủng hộ Hùng nhá. Đây ngoài ra thì cũng lô tất thì hôm trước Hùng cũng giới thiệu rồi, giới thiệu thêm cho anh em biết là bên Hùng cũng mới về thêm tất cầu lông Yonex. Đây. Tất cầu lông Yonex cho nam thì có màu màu cam. Đấy. Có 5 màu nhá, màu cam này, màu trắng này, màu trắng màu điển hình cho anh em. Màu xanh này, đấy cũng khá là độc. Màu vàng. Và cuối cùng là màu đen cho những anh em nào đi giày màu sáng. Đấy. Đấy thì tất này Hùng bán cho anh em giá rẻ thôi. Tất này bán rẻ có 50.000 một đôi thôi nhá. Mua bên Hùng chỉ ship tối thiểu 3 đôi thôi. Còn nếu mà anh em mua cùng hàng khác thì Hùng mới ship lẻ 1-2 đôi nhá. Còn mua từ 5 đôi trở lên thì giá là 5 đôi thì giá là 46.000 nhá. 5 đôi trở lên giá 46.000 một đôi thôi. Tất thì khá là dày, nhưng cũng không quá dày. Nếu mà dày quá thì nhiều khi đi vào giày mình cảm giác nó hơi khó chịu, hơi kích chân và hơi nóng. Đấy. Thì cái tất này nó dày nhưng mà không quá dày nha anh em. Đấy, tất cao cổ. Form tất này thì rất là ôm chân và rất là ít bị giãn, cũng như là nó bám cái mặt đế giày rất là tốt nên là chống trơn cho mọi người luôn nhá. Tất này đi form nó khá là ôm chân, đi thích mọi người ạ. Và nó không kiểu bị trượt ấy. Đấy thì bây giờ chúng ta vào chủ đề chính nhá. Có hơn chục đôi giày thôi. Ok, 10 đôi thì em không bán được anh ơi. 10 đôi bán hết. 10 đôi thì nhiều quá. 10 đôi chuyển khoản trước cho em ít nhất 30% với cả miễn ship thì được. 10 đôi thì miễn ship được. Nhưng mà không giảm giá đâu ạ. Tại vì hàng này có ít á, em không đổ xỉ đây. Hay giảm giá gì thôi nhỉ. Hôm trước về cũng bán hết lửa chỗ hôm trước rồi. Thùng này nó có vẻ hộp nó sẽ bị nát hơn thùng trước. Hàng nó về chậm hơn, với cả cái thùng này nó đóng không chặt như thùng trước. Đấy, thùng này có 10, không nhầm thì sẽ có 15 đôi giày. Đấy thì nó chỉ có một mã thôi. Bây giờ bóc cho mọi người xem luôn. Đây này, hộp nó hơi nát một chút tại vì vận chuyển cả nội địa Trung Quốc, xong rồi bắt đầu từ nội địa Trung Quốc chuyển về cửa khẩu xong chuyển về Việt Nam mà. À 10 đôi tất em sẽ giảm giá. Nếu mà tất ấy, tất thì sẽ mua nhiều thì sẽ được giá rẻ, nhưng mà không được miễn ship nhá. Mua nhiều thì mọi người sẽ được giảm giá thôi. Ví dụ mua 10 đôi thì chắc chắn là nó sẽ còn rẻ hơn một chút nữa. Thì coi như cái đấy bù vào tiền ship thì nó cũng chả khác gì nhau cả. Đấy. Thì anh em nói chung mua càng nhiều thì càng rẻ. Rủ khoảng 2-3 anh em trong sân mua tất ship một đơn. À vâng. Ok tất. Em cứ tưởng anh hỏi mua 10 đôi giày. 10 đôi giày thì nhiều quá. Chắc tưởng mua cho anh em câu bộ. Ok, giới thiệu mọi người ITP 023-3 này. Mã giày này. Đây. Toàn chữ Trung Quốc thôi. Băng dính của cái hộp giày cũng là băng dính Li Ning nhưng và cũng toàn chữ Trung Quốc, Hùng không dịch được. Đây cái đơn hàng các thứ toàn tiếng Trung này. Đấy thì giá gốc của đôi giày là 499 nhân dân tệ đó. Tương đương với khoảng 1.750.000 tiền Việt.
Đấy, ở mặt sau thì nó sẽ có bảng size dày cho anh em. Nếu anh em mà chưa chắc chắn về size thì có thể nhắn tin Hùng tư vấn cho. Đấy, còn tập trung vào mẫu giày của chúng ta đi. Ok, một mẫu giày màu đen. Cái này nó chỉ là hơi bụi tí thôi. Lau cái sạch. Thôi, để Hùng lau cái sạch đẹp cho anh em. Đấy, đẹp ngay. Nhưng Hùng phải công nhận là giày nội địa nó vẫn có cái gì đấy cảm giác chất hơn hàng nhập khẩu, cảm giác nó kiểu đại loại nó kiểu như kiểu nó chọn lọc hơn ấy, sản phẩm cảm giác thế. Đây thì mẫu giày của chúng ta đây, màu đen pha cam, một phong cách màu đen thì có sự nhã nhặn nhưng mà thêm màu cam thì lại có thêm chút trẻ trung đúng không ạ? Đây, cho mọi người ngắm đôi giày theo các hướng đấy nha. Xong rồi Hùng sẽ bắt đầu giới thiệu cho mọi người này. Đấy. À, giới thiệu khuyến mãi luôn cho mọi người là đôi này 1750 giảm chỉ còn 920.000 nhá. Ship thì 40 nữa, tặng kèm 2 cuốn cán vợt và 1 chặn mồ hôi cổ tay nha mọi người. Đấy. Anh em mua giày thì có thể tiện mua thêm tất luôn nhá. Thì Hùng thì tất Hùng không bán lẻ nhưng mà mua kèm hàng khác thì vẫn bán lẻ một đôi nhá. Đấy. Đôi giày này thuộc dòng Light TD, dòng Light TD. Ok, ở đây nó không ghi nên nó chỉ. Thôi coi như cái này là Hùng sẽ cung cấp thông tin cho mọi người nhá. Đôi giày này thuộc dòng Light TD, một dòng giày nhẹ của hãng Li-Ning. Đây là dòng rút gọn của các đôi mà các vận động viên cao cấp đi, các vận động viên đi. Đây là bản rút gọn của những đôi cao cấp mà các vận động viên đi, ví dụ như Ginting hay là Watanabe, Yuta Watanabe ấy. Đấy thì đây nó là bản rút gọn của những đôi đấy. Dòng này thì là dòng giày nhẹ, tương đối nhẹ, so với các dòng khác thì nó sẽ nhẹ hơn. Chúng ta đi từ mặt đế nhá. Mặt đế thì được phun sơn đồng màu cam. Chất liệu thì nó cũng là chất liệu kiểu chất liệu cao su, chống mài mòn kết hợp với, nói chung là nó là công nghệ chất liệu đặc biệt độc quyền của Li-Ning đấy. Nó có khả năng chống mài mòn tốt và khả năng bám nền tốt. Đấy, các thiết kế mặt đế và các rãnh này giúp cho đôi giày bám nền. Tiếp theo là công nghệ ProBalock. ProBalock là miếng nhựa ở đây và miếng nhựa ở đây. Nó giúp kết nối phần trên và phần gót của đôi giày để giữ ổn định cho đôi giày. Khi chúng ta di chuyển và chúng ta tiếp đất thì nó sẽ được ổn định. Những cái đôi giày mà đế mềm ấy, mọi người mang ra đánh cầu lông thì thường sẽ bị lật cổ chân bởi vì nó không ổn định. Cái ProBalock này gọi là công nghệ ổn định mặt đế hay còn gọi là cái công nghệ chống xoắn nha mọi người. Chống xoắn theo các chiều, ví dụ mọi người muốn xoáy. Và lưu ý mọi người đừng có kiểm tra giày cầu lông bằng cách là mọi người uốn cong. Uốn cong bẻ đế như này như kiểu giày chạy nhá. Buồn cười, ngày trước Hùng bán hàng nhiều khi có nhiều khách cứ lấy giày cầu lông ra xong bẻ đế, xong bảo sao cứng thế. Giày cầu lông thì phải làm đế nó cứng, ổn định thì mới chơi được chứ. Không thì lật chân chết à. Đấy thì mặt đế. Ok, và ProBalock nhá. ProBalock ngoài ra nó còn hỗ trợ giảm chấn khi tiếp đất và hỗ trợ chúng ta về lực bật khi chúng ta bật lên nữa. Cái những cái thanh nhựa này nó như kiểu nó tạo độ uốn, độ cong để giúp giảm chấn và cũng như là chuyển hóa năng lượng, nó ghi là nó nói là chuyển hóa năng lượng trong quá trình chúng ta vận động. Đấy, tiếp theo về phần công nghệ giảm chấn là một cái chúng ta phải cực kỳ lưu ý đây. Đây, nếu mà các bạn tìm hiểu một chút về Li-Ning thì nhìn biểu tượng này các bạn sẽ biết đây là công nghệ Li-Ning Cloud, công nghệ giảm chấn hàng đầu của Li-Ning dành cho những mẫu giày tầm cao và cao cấp. Đấy. Thì công nghệ này thì cũng đã có video người ta thả trứng rồi. Thả trứng thì rơi xuống công nghệ này nó không vỡ. Và ngoài ra thì người ta thả viên bi sắt thì thả xuống cái chất liệu giảm chấn thông thường, chất liệu EVA thông thường ấy, thì khi mà thả quả viên bi xuống thì cái độ đàn hồi, cái độ nảy của nó sau khi tiếp xúc với cái mặt chất liệu giảm chấn cloud này nó có độ nảy cao hơn so với chất liệu EVA.
lên đến 25 hay 30% ấy. Hùng không nhớ nhầm thì nó khoảng 25-30%. Hùng có video thì có thể Hùng khi cắt video này Hùng sẽ lồng một chút cái đoạn video đấy vào cho mọi người xem về chất liệu giảm chấn Lightning Cloud. Lớp giảm chấn Lightning Cloud mọi người có thể thấy với dòng đế này, lớp giảm chấn của nó rất dày. Lớp giảm chấn này có độ đàn hồi rất là tốt. Đấy, mới đầu mọi người đi thì sẽ chưa thấy êm lắm, nhưng mà khi càng đi về sau, khi mà cái chất liệu giảm chấn bắt đầu nó mềm ra hơn thì đi sẽ rất, cảm giác sẽ rất là êm. Đấy, đây này, lớp cloud cho cả thân giày và nó rất là dày dặn luôn. Đấy. Tiếp theo phần trên thì nó sử dụng da kết hợp với lưới, lưới kiểu sợi cước và sử dụng công nghệ ép nhiệt không có đường khâu. Đấy. Đây, lưới này mọi người Hùng cạo mọi người có thể nghe tiếng. Lưới này thì nó rất bền và không bị xước. Nếu mà sử dụng chất liệu lưới mà kiểu vải ấy, thì khi mà chúng ta đi mà chúng ta chạy xô các thứ có thể sẽ dẫn đến kiểu nó bị rách cái phần vải, nhưng với cái chất liệu lưới dệt mà kiểu sợi cước này thì nó rất là chắc chắn và bền, không thể bị mũi chân nó kiểu xuyên như kiểu chất liệu vải được. Hùng đi giày thể thao Li-Ning ấy thì chân Hùng nó hay kiểu móc móc lên ấy, nên là mấy đôi chất liệu vải Hùng đi toàn bị thủng lỗ ở chỗ này. Đấy thì chất liệu này nó giúp cải thiện được cái đấy này. Tiếp theo về da. Da thì nó làm nó kiểu hai lớp, một lớp da phía dưới và một lớp vân nổi phía trên, vừa để trang trí cho đôi giày là vừa để gia cố chắc phần. Đây mọi người có thể thấy. Đây cái lớp da ép lên và nổi như này, nó giúp gia cố chắc phần cạnh ngoài của đôi giày để khi mà chúng ta kiểu phanh nhé, chúng ta chạy mà chúng ta phanh nhiều thì giày nó cũng sẽ không bị rách và bị bục. Một số thương hiệu Hùng thấy nhiều khách hàng phản ánh là người ta chạy phanh và người ta bị rách ở phần má ngoài này, do cái chất liệu nó có thể là do thời chất liệu không được tốt, cũng như là do bị ẩm theo thời gian, và cùng với đó là cái độ dày dặn của nó, cái lớp của nó, lớp chất liệu của nó mỏng nên là dẫn đến bục ấy. Đấy, mặt trong này cũng thế. Một lớp này và một lớp này nó nằm nổi lên. Đấy. Lớp này nó kiểu lớp da. Đấy, đây là cái này là công nghệ túp tip. Túp tip thì nó giúp bảo vệ cái phần má này, đỡ tổn hại đến cái phần da dày khi mà chúng ta dê mặt đế trong. Dù nó kiểu da này nó dê mặt đế nó sẽ đỡ hơn cái chất liệu khác, và nó làm kiểu vân nổi nữa mọi người. Đấy, nó làm nổi lên. Kiểu này cũng đeo vào chân nó sẽ cảm giác nó dễ chịu hơn là 100% da. Nếu mà da trùm hết lên này thì nó sẽ bí chân và cảm giác đi nó sẽ cảm giác nó cứng, nó không thoải mái. Nhưng nó làm lưới dệt này rất là tốt này. Đôi giày trông vừa nhã nhặn nhưng lại rất trẻ trung. Đấy, kết hợp màu cam này. Phần đệm gót của đôi giày này cũng rất là êm nha mọi người. Đấy. Rất là êm. Phần lót thì cũng rất là dày dặn. Để rút lót ra cho anh em xem. Đây, lót được thiết kế bo hai bên và thiết kế cong, uốn cong theo lòng bàn chân, giúp đỡ bàn chân và đeo vào cảm giác rất là thoải mái. Lớp đấy cũng rất là dày, mềm, có độ đàn hồi cao. Đây, rất là êm nha mọi người. Ngoài ra thì bên trong giày đấy Hùng mới phát hiện ra từ hôm trước ấy, nó có một lớp màu xanh như này, cũng là một lớp đệm, một lớp đệm rất là đàn hồi, rất là êm. Thế ngoài lớp cờ lao này nhá, bên trong này nó còn may một lớp đấy, nó may một lớp màu xanh như này, rất là mềm luôn. Cái lớp này Hùng đã từng gặp, đã từng thấy ở một số mẫu Yonex ngày xưa, một số mẫu Yonex của Linda đi ngày xưa ấy, nó cũng Yonex nó cũng làm cái lớp kiểu như này. Cái lớp kiểu này Hùng rất hiếm gặp ở giày. Và Hùng nhớ hình như là không nhầm thì với đôi này ngày trước bản bản nhập khẩu thì nó không có lớp này, nhưng bản nội địa thì nó lại có cái lớp này, lớp xanh này, sờ vào rất là mềm. Nó lớp kiểu trơn, chất liệu trơn và mềm. Và dí vào nó đàn hồi rất là tốt này.
Cái lớp này rất là đặc biệt cho mọi người, không phải mẫu giày nào cũng có đâu ạ. Rất ít khi Hùng gặp những mẫu giày có, nó làm có cái lớp đấy. Thì đôi giày này nó cũng tương đối là ôm chân ấy, nên là anh em chân hơi bè thì chắc là có thể đi được, nhưng mà chân quá bè, chân bè thì không đi được. Nhưng này đi khá lắm, đi vào ôm chân phết, khá là thích chân. Cho anh em ngắm kỹ nhá, anh em đấy. Thì nói thật là Hùng về chỉ được có hai mấy đôi thôi, mỗi đôi mỗi size cũng chỉ có nhiều nhất chắc khoảng 4-5 đôi thôi. Đấy thì đợt này đây có nhất là size 41, size 395 nha mọi người, 395 chỉ có 2-3 đôi thôi. 395 của Li Ninh thì tương đương với 39 hãng khác đấy. Anh em đi 39 là có 4 đôi nhá. 4 đôi 395 là hết sạch nhá. Ok, tổng đếm thử em lần này về bao nhiêu, lần trước về được 13 đôi, lần này hình như là 15, đặt được 28 đôi được. 43 12 đúng rồi, 15 đôi nha mọi người. 15 đôi thì hôm nay về toàn size 40 41 thôi. Hôm trước về size 42. Đấy thì anh em mua giày nhắn tin Hùng ngay nhá. Anh em Hùng biết là anh em có thể là anh em comment hỏi mua ở trên cái livestream này, nhưng mà kiểu nó Facebook bây giờ nó rất hay bị ẩn bình luận ấy, nhiều khi là mọi người comment nó không hiện, thì Hùng tìm không thấy đâu. Thế nên là nếu mọi người muốn mua thì mọi người chủ động nhắn tin vào cái page Sport Hùng Badminton này giúp Hùng nhá. Đây là Hùng nhờ mọi người, không phải là Hùng không trân trọng khách hàng mà bắt khách hàng phải nhắn, mà cái này thực sự là Hùng nhờ mọi người hãy nhắn tin vào trong tin nhắn Facebook giúp Hùng. Hoặc các bạn nào mà đặt hàng qua Zalo thì nhắn tin Zalo giúp Hùng. Nhưng tuy nhiên số Zalo thì mọi người đừng gọi nhé, tốt nhất nhắn tin. Tại vì công việc các thứ nó cũng bận, áp lực phết ấy. Anh em cứ gọi nhiều đau đầu lắm thật. Nhiều khi căng thẳng, nhiều khi stress anh em ạ. Đấy thì, đúng rồi, tiện giới thiệu luôn. Bây giờ anh em cũng có mua quần áo thì đây Hùng có cái mẫu áo Li Ninh chính hãng. Nó còn mẫu này rất là ngon, Hùng bán trước giờ cũng bán rồi, có nhiều khách muốn đặt mua thêm nhưng mà không còn size. Thì hiện tại còn lẻ vài cái size thôi. Áo Li Ninh chính hãng luôn nha anh em. Anh em mua ở ngoài shop thì cũng phải cứ phải tầm 400-500. Nhưng mà cái này Hùng khuyến mãi có 250 bán nốt thôi, nhưng còn mấy cái lẻ size thôi. Ok. Thì đây, mọi người xe xuống ra đây. Còn có mấy cái thôi. Thì chỉ còn đây, mẫu áo Li Ninh thì về ảnh, hình ảnh thì Hùng sẽ gửi cho mọi người xem chi tiết hình ảnh và chất liệu sao nhá. Nói chung cái áo này, nói sơ về chất liệu cho anh em là cái áo này chất liệu nó kiểu mặc vào bồng bồng người ấy, mặc vào cảm giác nó nhẹ này, nó thấm hút mồ hôi tốt. Khi mà hút mồ hôi thì mặc vào người nó không bị bết, không bị dính người, và hút mồ hôi rất là tốt. Và khi mà chúng ta nhìn chất liệu thì chúng ta cũng thấy nó tương đối là ngon. Đấy, tuy nhiên thì cũng chỉ có ít size thôi. Size L thì có màu đỏ này nhá, màu đỏ này, màu xanh này, với lại màu trắng. Đây màu trắng. Áo này toàn áo nội địa xách tay nhá, không phải áo nhập khẩu nhá, nội địa luôn đấy ạ. Đấy thì có 3 màu size L thế nhá. Size L thì có 3 màu này. Đấy. Size M thì còn 1 2 cái. Size M thì có màu đen nhá. Size M cũng chỉ còn mấy cái màu đen thôi. Ông bán có 250.000 một chiếc áo chính hãng Li Ninh nhá. Anh em mua ngoài shop ít nhất thì cũng phải trên 400.000. Đấy. Đây, mã số màu ủy check code kiểm tra chính hãng luôn. Cam kết 100% chính hãng. Vẫn nguyên túi, thậm chí vẫn còn nguyên giấy bọc này. Đấy, size M thì chỉ còn màu đen nhá. Size M còn duy nhất màu đen này. Và tiếp theo là size XXL, 2XL nha mọi người. 2XL thì còn 3 cái này. Mỗi màu còn 1 cái thôi. Đấy, XXL thì còn màu trắng, màu xanh và màu đỏ đô này. Đấy thì anh em cần mua áo thì tranh thủ luôn, Hùng thanh lý nốt. Cái này thì không có lãi. Nói thẳng là không có lãi. Và Hùng cũng phải khó lắm mới săn được một lô quần áo bình thường của Hùng có bán quần áo đâu. Thì cái lô quần áo Hùng chỉ bán quần áo khi mà nó chất lượng ngon và giá tốt. Đấy, cả bao vợt cũng thế.
Đấy, nên là mọi người mà thấy Hùng bán quần áo thì auto là sẽ ngon và rẻ. Đấy, áo Liên chính hãng nhá. Nói chung là khách nào nhận hàng cũng đều ưng hết. Và nhiều khách họ muốn đặt mua lại nhưng mà không có size mọi người ạ. Đấy thì anh em tranh thủ cơ hội nha, 250 một chiếc áo linen chính hãng. Đấy. Về chất liệu thì Hùng mô tả cho anh em rồi, mô tả thực tế cảm nhận Hùng đấy, bởi vì Hùng đang mặc hai cái này mà. Đấy. Hùng quyết định Hùng sẽ lấy một cái áo màu màu đỏ đô để Hùng mặc nữa. Bởi vì hai màu kia Hùng mặc rồi, màu trắng, màu xanh thì Hùng có rồi. Màu trắng mình mặc nó mình không giữ được. Từ sau không bao giờ lấy màu trắng mặc nữa. Đấy là Hùng không giữ được nha, nhưng anh em nào mà kiểu giữ được ấy, nhiều người họ chỉ thích màu trắng. Thế nó mới hay, tùy mỗi người mà. Thì có màu này nó mình chưa lấy, thì tí khả năng mình sẽ lấy một cái để mặc ở dưới này vẫn còn. Đấy thì anh em nào muốn mua áo thì ủng hộ ông nhá. Bán thanh lý cho anh em đấy. Không phải áo đểu hay áo chất lượng kém mà bán thanh lý đâu nhá. Chả qua là còn mỗi vài cái. Thậm chí cũng lười đăng. Chứ nếu mà đăng cũng hết lâu rồi. Kiểu hàng nhiều loại hàng ấy, mỗi lần đăng bài. Thực ra cũng không nên đăng quá nhiều bài bán hàng trên Facebook. Ngoài ra còn phải đăng những video đánh cầu cho anh em xem, hoặc những video chia sẻ các thứ bổ ích về cầu lông một chút. Đấy, anh em mua tất thì cũng ủng hộ Hùng này. À, tiện tiện luôn. Ok, giới thiệu một chút nhá. Đây, đi sang đằng này. Để chờ Hùng một chút nào. Đây, cái phòng của Hùng nó không còn chỗ để hàng nữa rồi, phải nhét xuống gầm giường. Ok, đây là cái bó chống lật cổ chân, đúng là sơ mi cho anh em chơi thể thao nhá. Cái bó này là bó rất là chắc chắn cổ chân mà Hùng bán cực kỳ chạy. Và khách hàng phản hồi cũng rất là tốt. Anh em nào mà không may mà bị lật cổ chân ấy thì có thể mua cái này để băng. Hoặc là anh em kiểu trước kia bị lật cổ chân rồi, cảm giác nó cổ chân giờ nó yếu dễ bị lật ấy, thì cũng nên đeo cái này. Cái này nó chất liệu carbon kết hợp với cái chất liệu co giãn của nó. Đấy thì rất là bền. Bền và nó siêu mỏng nữa. Nó chỉ một dày chỉ 1 mm thôi, nên là anh em dùng loại này thì không sợ bị cộm chân nhá. Đấy. Ngoài ra thì đây là mới là sản phẩm bán chạy nhất bên Hùng này. Đấy. Thùng bó gối ba đai online nhá. Cái sản phẩm này thì bên Hùng đã bán từ rất là lâu rồi. Đây là loại bó gối phải nói là trong tầm giá tốt nhất và rất là chắc chắn, đeo không kiểu bị trượt, bị tuột các thứ và trợ lực rất tốt. Nó có hai lò xo hai bên, tổng 4 cái lò xo để trợ lực và bó rất chắc chắn. Ở giữa thì đầu gối nó có cả miếng silicone để đệm. Anh em mà nó lỡ kiểu bay người hay là chống chân xuống đất thì cũng được bảo vệ rất là tốt. Cái sản phẩm này bên Hùng bán vẫn rất đều và chạy, cứ về đều 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 hàng thôi. Cổ chân thấy hai hai sản phẩm thiết bị bảo vệ bán chạy nhất. Đấy. Ngoài ra thì còn có bó lưng, bó khuỷu tay, bó cổ tay các thứ, bó bắp thì nó bán chậm hơn. Nhưng cũng tiện nói và giới thiệu cho anh em luôn. À đúng rồi. Lại tiếp tục giới thiệu quấn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt bên Hùng nhá. Đấy. Mình gọi là mình đam mê cái quấn cán này rồi. Thực ra nó không quá đến nỗi thần thánh đâu, nhưng mà một là sản phẩm chất lượng tốt, hai là rất là tiết kiệm chi phí cho anh em, và đặc biệt ba là nó giúp anh em giải quyết được cái vấn đề mồ hôi tay trơn tuột vợt. Anh em nào mà bị đánh cầu khi ra mồ hôi mà cầm vợt bị trơn ấy thì nên sử dụng loại này. Loại này thì nó không giống bất cứ loại nào khác trên thị trường, chất liệu của nó khác biệt hoàn toàn với các loại khác trên thị trường nhá. Nó có độ bám, độ mút tay rất là tốt khi mà mồ hôi ra, kiểu nhìn nó kiểu bột bột ấy. Màu vàng thì chúng ta do là màu sáng thì chúng ta nhìn không rõ, màu xanh chúng ta có thể nhìn thấy. Đây nhà cung cấp thì người ta mô tả là sản phẩm là chất liệu da lộn, nó cũng tương đối là giống nhưng mà nó cũng khác khác một chút. Đấy, tên chất liệu, nếu mà mọi người hỏi tên chất liệu thì nó sẽ là da lộn. Nhưng mọi người cứ phải cầm và cảm nhận. Mọi người như này thì mọi người cũng không thể biết được, khi nào mà phải cuốn mà cán và đánh thử mới biết được nhá. Đấy, cuốn cán này Hùng dùng 4-5 năm nay rồi. Ngày xưa chỉ dùng được mỗi Yonex xịn, dùng loại khác là bay vượt liền.
Đấy, dùng được mỗi zone xịn thì từ khi dùng sang loại này thì đỡ trơn vợt hẳn và cũng như là tiết kiệm cho mình bao tiền. Zonex thì toàn mua típ, ngày xưa toàn mua típ 100 ba chiếc. Dùng mỗi cái được 45 hôm, được tầm 5 hôm. Đấy, thì nửa tháng là mất bố nó 100 nghìn này, tiền quần cán này. Đấy, cuốn này ông bán trung bình có 10 nghìn thôi, nếu mọi người mua một hộp mà mấy anh em chia nhau thì tính ra có hơn 8 nghìn một chiếc thôi. Chính xác là 8 nghìn cộng thêm phí ship 30 nữa. Ví dụ như đây, những cái hộp bán tối thiểu là 12 chiếc, 12, 20, 30 này, tính trung bình là 10 nghìn một chiếc nha. Còn mua cả hộp 60 chiếc thì giá là 480 miễn ship, thế tính ra 8 nghìn một chiếc. Nhưng nếu mà mọi người mua một mình dùng ấy thì ông khuyên là mọi người mua tầm 20 chiếc là vừa. Bởi vì cuốn cán mà mọi người bảo quản nó không được tốt ấy thì nó kiểu trong không khí nó bị hút ẩm các thứ thì nó sẽ chất lượng nó sẽ giảm đi, nên là mọi người chỉ mua tầm 20 chiếc dùng hết thì lại mua tiếp. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà kiểu muốn mua 60 chiếc thì nên rủ hai ba anh em nữa mua cùng. Hùng phải khuyên thật như thế. Hàng của bên Hùng thì hàng cứ về là hết liên tục nên nó sẽ không sợ kiểu bị hàng tồn. Đấy, thì những cái lần sau mọi người mua thì nó lại được những cái hàng mới ra ấy. Đấy thì mọi người cứ khùng khuyên là nếu mọi người chưa được tìm được loại cuốn cán phù hợp, loại mọi người dùng vẫn bị trơn, bị tuột, đánh cầu nó không tự tin, không dám ra hết lực, nó hay bị trượt ngón, đánh cầu nó không chuẩn chẳng hạn, sợ bay vợt, thì mọi người nên trải nghiệm cái sản phẩm này, thực sự nên trải nghiệm. Bởi vì là đa phần khách hàng họ mua trải nghiệm cái cuốn cán chống trơn này bên Hùng thì đều rất là hài lòng. Và từ khi dùng loại này thì họ chỉ dùng loại này thôi, không dùng loại khác. Đấy. Có những lúc mà không có hàng về, khách nói khách cứ kêu hàng gì về mỗi lần được một tí. Thực ra cái này nó không phải kiểu nó không sản xuất nhiều lắm ấy, không, hàng của người ta không có nhiều ấy. Không có nhiều để mà nhập. Đấy. Còn nếu mà anh em đã tìm được loại cuốn cán phù hợp rồi thì khuyên mọi người cứ dùng loại đấy thôi. Đấy. Mọi người đã dù tìm được loại phù hợp rồi cứ dùng loại đấy. Còn dùng loại khác mà mọi người vẫn chưa hài lòng thì mọi người thử cái loại này bên Hùng xem. Hùng nói đây nó chả có thương hiệu gì nên anh em cũng không cần phải hỏi thương hiệu. Cuốn cán này không có thương hiệu gì hết. Đây chả có thương hiệu gì nha. Nhưng quan trọng là cái tác dụng của nó. Còn những cái cuốn cán mà in thương hiệu này thương hiệu kia mà anh em mua 10.000 một chiếc ấy, loại đấy cũng toàn fake cho hãng này, fake cho hãng kia thôi. À, ngoài ra ông vừa mới về thêm cái sản phẩm phụ kiện cho mọi người nhá. Đấy, đây là cái cuốn cốt vợt cầu lông. Đây là cuộn cuốn cốt vợt cầu lông. Hay gọi cuộn xốp bò đấy. Đây, cuộn đang dùng đây. Đấy, thì cái này để cuốn lót bên trong cán vợt giúp nó thấm bớt mồ hôi khi mà chúng ta ra, để cái mồ hôi này nó không ngấm vào cán vợt. Nếu mà mồ hôi nó ngấm nhiều ở cán vợt nó bị ẩm, bị mục ấy. Có thể các trường hợp, có những trường hợp là mình đập cầu mạnh quá thì nó có thể gãy cả cán vợt ấy. Hùng đã gặp, Hùng đã từng bị rồi cơ. Hùng đã từng bị một cây vợt của Hùng bị gãy cán, khi đập bị gãy cán bên, gỗ bên trong rồi. Và Hùng đã gặp rất nhiều các trường hợp anh em đăng lên các cộng đồng cầu lông, chợ cầu lông các thứ ấy, là bị gãy cán vợt. Thì nguyên nhân chính là do mồ hôi nó thấm vào cán nó bằng gỗ mà. Nên một thời gian là nó sẽ, thì cái này nó giúp thấm bớt cái mồ hôi đi này. Thì mọi người cứ khoảng tầm 2-3 tháng mọi người thay cái này một lần. Mà một cuộn này nó dài đến 27 mét. Mọi người cuốn được rất nhiều lần. Mỗi lần cuốn cốt chắc chỉ mất hơn 1 mét thôi. 27 mét thì chắc cùng lắm là anh em cuốn cốt, một lần cuốn cốt cùng lắm anh em cuốn giỏi thì hết tầm 2 mét. Thì 27 mét anh em cũng cuốn được trên chục lần. Đấy, anh em mua cuốn cán thì nên mua thêm cái này, Hùng khuyên thật. Cái này Hùng bán rẻ mà. Cái này Hùng bán có 55.000 một cuộn thôi. Thì dĩ nhiên nếu anh em mua cùng cuốn cán vợt thì Hùng tính có 50 một cuộn thôi. Đấy, có 50.000 một cuộn cuốn cốt thì giúp bảo vệ cán luôn, hút bớt nước này. Và đặc biệt nó cầm vào tay nó êm cho mọi người. Cầm cái loại này lót vào bên trong, nó cuốn đè cán vợt, cuốn cán vợt lên nó rất là êm tay. Cảm giác đánh nó cầm nó sướng hơn. Cầm cán vợt nó sướng hơn.
cũng như là chúng ta có thể cuốn nhiều hay cuốn ít, điều chỉnh độ to độ nhỏ của cán vợt ấy. Ví dụ mọi người muốn cán vợt nhỏ thì mọi người bóc cái cốt gốc của nó đi, bóc cái cốt gốc của nó đi xong cuốn cái này, xong rồi bắt đầu mọi người cuốn cán lên đấy. Thì mọi người muốn cán to thì mọi người cuốn dày, mà muốn cán bé thì mọi người cuốn mỏng. Như Hùng thì Hùng cuốn bé, nhưng Hùng phải bóc cốt, Hùng cuốn thêm cái lớp này lên thì nó vừa êm tay mà cuốn cán nó sẽ, cán vợt nó sẽ bé, giúp mình xoay chuyển linh hoạt hơn. Đấy. 27 mét một cuộn, anh em phải dùng được tầm chục lần là ít. Đấy, có nghĩa là dùng phải hơn một năm. Mọi người mua hàng thì cứ nhắn tin vào page Facebook này cho em thôi. Cứ nhắn tin vào page cho em thôi. Page này này, đang live stream này, support Hùng Badminton ấy. Mọi người bấm vào phần tin nhắn, phần nhắn tin ấy. Mọi người nhắn tin cho em. Đấy. Thì tiện, tại tiện Hùng giới thiệu luôn mà. Rồi anh em mua tất hay mua cái áo khuyến mãi còn mỗi mấy chiếc đây. Và cuốn cán chống trơn này, anh em mua cuốn cán thì mọi người nên mua thêm cuốn cốt. Nên mua thêm cuộn cuốn cốt nhá. Đấy. Có 50.000 một cuộn nếu anh em mua kèm, còn nếu mà anh em mua lẻ thì Hùng chỉ ship, nhưng mà mua lẻ làm gì? Mua lẻ Hùng cũng chả ship, mua một cuộn lẻ Hùng cũng chả muốn ship. Vì nó không bỏ công. Cái này là chỉ là để kiểu để bán kèm cuốn cán cho anh em, hoặc bán kèm sản phẩm khác. Thì anh em mua thì mua cùng thôi. Bán có 55.000 thì lãi được đáng bao nhiêu đâu. Có nghĩa là thôi thì mình bán thêm cái này, tiền lãi đấy thì nó bù cho cái công gói hàng của nhân viên, cũng như là tiền hộp gói hàng ấy. Bán kèm, gọi là sản phẩm bán kèm. Chứ còn nếu bảo ship một cuộn thì nói thật là Hùng không muốn ship. Dĩ nhiên là phục vụ khách hàng thì vẫn phải phục vụ, nhưng mà nói thẳng là Hùng không muốn ship. Nếu mà một cuộn ấy. Đấy, anh em mua cuốn cán này, mua tất hay mua cuốn lót cốt nhá, hay là bó gối, bó cổ chân, các thiết bị bảo vệ ấy. Bó lưng cũng có nhá, anh em mà đánh cầu mà vặn sườn các thứ bị đau lưng thì Hùng cũng có bó lưng cho anh em. Hoặc là mua tất này, hoặc là áo thanh lý đấy. Áo thanh lý thì rất là ngon rồi, giá quá bèo rồi. Anh em sắm mình một cái nó lên form rất đẹp nhé. Áo mặc lên form rất là đẹp luôn. Nên là anh em không cần lo form áo xấu. Cam kết là form áo đẹp, nhận hàng mà không ưng cho trả lại hàng, miễn sao vẫn còn nguyên vẹn cho Hùng là được. Mọi người chỉ thử. Với cả mọi người lưu ý cho mọi người không chắc về xe áo thì tốt nhất mọi người lên thử. Áo này thì nó size nó bằng áo cầu lông bình thường thôi, nên là cũng không lo. Đấy, còn nếu mà trường hợp rộng chật thì tốt nhất là mọi người khi thử, mọi người mua áo Hùng xong rồi tốt nhất mọi người cứ tắm rửa xong hãng thử nhá. Không vừa thì cho đổi. Nhưng chỉ sợ không còn sai tại vì hàng lẻ mà, lẻ thanh lý nốt mà. Cũng có thể cho đổi, nhưng mọi người mua size M mà đổi lên size L thì được. Size M thì có mỗi màu đen. Đấy thì anh em cứ giúp Hùng cái là nếu mà thử áo thì thì tốt nhất là buổi tối tắm xong thì thử. Đừng có thử luôn đang mồ hôi mồ kê vào áo của Hùng. Buồn chết. Với thế cho mọi người nhá. Hùng xin phép kết thúc live stream ở đây này. Giờ chưa ăn trưa nhá. Xin phép kết thúc live stream ở đây. Say goodbye tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người live stream sau. Mọi người nhớ là tranh thủ cơ hội này, muốn mua giày thì mua ngay nhá. Hoặc là có anh em nào mà đang muốn mua giày thì giới thiệu giúp Hùng. Đấy, bạn bè mình vừa được mua rẻ, hàng lại ngon nữa. Rồi phát này thì bye bye anh em thật nhá. Goodbye. Hẹn gặp mọi người tại live stream tiếp theo của Hùng ạ. Xin lỗi mọi người vì vừa rồi Hùng mải giới thiệu sản phẩm thì có thể là một số anh em nhắn tin comment tương tác thì Hùng không tương tác được mọi người. Mong mọi người thông cảm nhá, tại thời gian live stream ngắn. Cũng muốn tập trung giới thiệu sản phẩm nó chi tiết một chút cho anh em. Anh em muốn mua thì nhắn tin giúp Hùng nhá. Anh em giúp Hùng nhắn tin để Hùng có thể tư vấn, gửi báo giá và chốt đơn cho anh em sớm nhất nha, không có hết hàng. Bye bye anh em.